Quạt miền bảy hà và chùa cà đài đại sa tài nè ạ chip cứ quạt một bên cà nghĩa quạt miền vị trí chỉ với anh chẳng quạt phơi bọt miền đại chia pro giáo bật bạc đào sừng cùm được nên nơi đây đại quạt phơi bọt miền cứ quạt đào lơ chúng đó tại nơi quạt hạt ở bọt sừng cùm đây mình toàn ban một bên cột trùng trồi nứng quạt được chạm mùng nhường được nên hai thôi ơi nè đại quạt rồng pop 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 bây giờ những ớt sợi bài chật nhưng sẽ kết khơi tha nè đại một bên cà nghĩa đại miền vị trí chỉ với nước phía chớn cứ bật cho một khăn nơi đây đại quạt phơi bọt miền chạy theo đường rừng rồi sao tẹt theo những đường bay chơi tẹt theo những bãi than tẹt theo những ca lục băng tẹt theo những bờ bờ bục lùi chị đàn chẳng cứ nhà này quạt miền trung liên trung này vật vật con miền vị trí chỉ biết quạt bờ cho một những đường đang của quạt trong ai sừng cùng những miền ca đi chầm đàn nơi đây đại dương vậy chúng nó áo với chấm yến vừa ai nhà này quạt bà bò đập bây giờ quạt đang mình sờ bài chặt thì được chứ nét vừa ai nhà này thôi càng yên đang quạt bị khá ai miền ca khai đó a đái là sao bọt vì sao từ bờ tây dương bị khá propon tala ka kư chia vị thị xã môi đai nè anh vật chấp được cô khang rồi tháp bị bác quạt đặt sầm biệt từ lời nè sa phò đầm miền thôi nè sa phò miền nên quạt bị căng bả và cho một nụ bàn hà tràn ri ai nè để thôi phò đầm miền tẹt thôi nè rương sừng cung rương cả rương sọc cả phe rương tu tới bị chi mình và cho một bàn hà thế tạm nhưng được cái người tới cứ quạt mình sợi phe tụ lùm tụ lý khang chi nhường nè để thôi ca rương trong đời quạt hà rồi bỏ sừng cung trái ở con
bất tiện trong tình năng sản phẩm phải bảo sự trai nè sao phần miền với những nhà đại gia nè sợi đại sao tại ở khang nè sợi hong sốp hóa chia bát thiên cầm chia bát thiên cầm sự trai nè sao phần miền Campuchia để dùng hạt cát thắt si FJ chả chào con trai phật là chia bát thiên cầm bản đa nè sao phần miền trai Campuchia dùng miền sao chất là nâng mình chọn thị trang phần màn tây miền chiêng sao sốp nè hai ta mở vậy để dùng từ bán dùng từ bán nâng cứ về mình bạn chọn bạn là phía nam thì còn một hai pin như thế người ta dùng bạn đừng có lộn mau thay thay nam môn rồi có chỉ riêng ra về và to và toàn nắng cứ stray và chôm bằng pan há mình không bị bỏ rót tê và để quạt và chôm đôi bỏ rót đá nó cứ từ thui ca thử về kha nhẹ để thui ca thả ban po miền ai thì dễ được quạt thui ca để tơ hưởng riêng đại riêng rồi sao bao sinh cúng thử và chôm đôi chiều miền về kha thử nhà thơ ham khoa thì có xã xua po đầm miền chỉ tràn mau hay nơi bên đây sẽ trai quạt thử thôi ca thì nè quạt đầm miền đang tìm mối vui quạt thử miền ca nè bọc buộc của chị chị nè cả sai đấy miền mình lúc mình chỉ trang thế để quạt trong phơi của ắt đi xuống đi dân kết để của dân sẽ xạ xuôi chủ chân rồi có phải chia ra tư tới mình sơ miền bông bông phải chia ra thì sẽ bông đại na trong ai con thuần ai con sấy luôn đang cái thôi chị nè xa quạt miền thế của tôi thôi chị nè xa quạt miền mình khơi này cái lại chạy cái lại xuống thế cứ nó bay ban quạt miền trai thì chân cài chúng ta tranh kéo vì thực đai thực liên thực cho thực ca bạch sơn thực ca kệ mình ai phò đầm miên rơi tam phò đầm miên rơi ai bạch sơn mình cứu sát ai bây giờ thôi hưởng cái đai hưởng rồi sao tiếp bây ta thở kịch mũi tiếp ha ta bây giờ thôi hưởng nâng miên ai cái rong ca cùng điểm một hai được gặp phò đa sơn thì sọc sờ vào tập kia bạc luồn ọt chẳng có lớn bốc nâng phò miên tây nhà sao phò miên dưới con chu bạch nhà các đài chạy tơ nâng tha nhà thơ quạt mình sơn bên chất bộ bên khác nó còn trong ai từ thôi hưởng nâng tăng tiệm lòng về lọc đón phò miên đại khác nó còn trong châu cái lạnh đại quạt kê châu quạt trong kia bò miến nữa một bàn châu hơi có về khác quạt rong cả biển biển cả mẹ nghe tam chỉ biển sừng đấy chỉ biển lệ khái hai mùi tiết biển biển nó miền chàng ca ở tây phơi ca nơi cái lạnh đại bật liệt kia rồi có tam dạ ca chạt màu của về cả biển biển nó vì miền tràn thủng rong miền to đã kê nữa bạc bò rùa biển cả nhưng mà hàng biển biển thế này khác quạt thở biển sừng đấy rồi có tam online mấy tháng và tỏ bị tệ tương và phục được có thời gian sống phí hết nhìn ca nơi thể mười nhìn đó nhạc xa qua mình sẽ trái nâng chẳng khi thay sẽ trái nhạc xa qua mình nâng quạt thời bởi chôm nâng ạ chì khôn ai phốc trời bởi chôm nâng dòng biệt đi ở khang sân côn phòng chẳng đồng bay thuê thì nhạc xa qua mình bán sẽ trái trái rừng ngon khăn nạ từ bãi thuê ca nhìn đường bàn chà ạ con nhạc xa rây hong sống phó chà lúc xuân này rân lúc xuân lúc xuân này rân có thuê ca chờ mỗi nâng phần ai xa qua mình đang nông niêm lúc thuộc cả nông vi sai nít ta lúc sáng kết khơi dạng đôi đây ông pi ở bắc bán là phía tây phía sao bờ miền Campuchia dương chả bắt bờ dương vậy chúng ta dùng bìp thiệp bề nam mùi bên tây chỉ luôn nhom kết hà vi nông nông sát thành phía bắc cọ đó đại pro tăng pi chăn năm pi pòn đập rầm pí cả miền ca bắt thả bàn sao bờ miền thông thông đôi chi cái sai the Cambodia Daily cái đôi chia với chủ ở gì giờ đấy nhưng khi thay nhưng bắt bong cái hào tham mê tika là o sầm rập nè an hay về nâng cầm nè cái sai ai kia có ban plap đồ chip nè kha có chụp nè kha có ban đôi thà từ thời gian nơi sát ban xa bom miền đại quạt mình miền giờ đấy phịa cho nào nông ca nông ca cho xe tê hay bờ dương mưa pi khẳng nông vinh thời sự thảm ban xa bỏ miến có ban plapado vị thị xã bọc luôn nông ca giờ xây đại miền này thà lấy hiện giờ xây bỏ miến rồi sao đòi xa quạt miền cell sensor rư cái hào thà chỉ là cái nạn rất bật khuôn ấy hay tụ bay trên này xa bỏ miến quạt trăng giờ xây tam độ biệt quạt bên trái nơi phần này nơi hàng lơ quạt nông ban cài rừng bọc quạt tới chia độ biệt xây ní bây giờ mơ pi hàng khnông đại dương miền chi mật phe này xa bỏ miến quạt bạc màu chẳng dương khơi thà nơi miền ca đặt vật hơi và cặp bên này có dương khơi nơi miền ca bần to kịp sẵn cật bỏ nhà thó đôi bài ca đồ bỏ ông cảm xem xét các bạn tranh sai ông pi ca dục cho bỏ miếng có miền ca ở nhà thó mình toàn bàn vô bị tuần tì này xa bỏ miếng miền ca đỏ hột camera miền ca hào tờ xu nôm đài ní bằng hai sát tà rút hiệp này ca rất bật hay sắp bên này bằng đá dương khơi miền ca bằng ca bắp rưu có công phục riêng bắp mà chúng muốn đài miền lạc nạ rất bật nhưng ai như vậy bắp đôi chi cả về bà tế Campuchia công phục bà chôm bà nhà hà Covid miền cả bằng cả bắp đạp bà tế không kìa sẵn có khả năng miền miền tế cả
miền miền trá đại trái đất bật nẹt xa bỏ miền bờ sơn ba bờ tây thật nông phía bờ sơn bờ tọa mao dương khơi miền tiệt tông chấm bôi nâng anh nục rạch pi trợ thủy internet đại miền ca prui bờ rắm tụ bay chia rạch tháp bị bao bàn lực làng tha mình toàn chỉ cả anh vót bên tai có miền ca prui bờ rắm rồi ta hai hai sau bên ấy dương miền dịch đây riêng chấm bạc môi chấm đồn tiệt đôi chia tiệt tông nông bậc cả cam lơ bờ bòn internet đại còn có miền dây pi cả chạy đồng lề được gặp sập sai bom miền khai khai đại việt bẹp bòn cho mối nâng cao sạt sợi phim này xa bòn miền phòng đàn chăng chia sợi rộng máu nhưng kết thả chia sợi than phim nơi cả đã đái hơi việt có bằng hai không đọc bài ca để cho bòn miền miền phòng đàn thay dương thật nơi lùng đạp mùi rồi sai sập pí lơ mùi rồi bài sập chăng miền này thả lệ muối cứ cầm đất bờ xá dương đó mùi rồi sai sập pí miền này thả cầm đất nơi mình toàn bờ xá thế ông con lục xuân là đến cha ở lấy những nhóm sông đo chun lục cần bị bỏ đại chi tiệp xa nâng chi ở kẹt để dựa rong có xuông bỏ làm miến nâng sau tu này có xuông bỏ làm miến bên mà đang chẳng đang pi ca dựa khơi chẳng nãy trong post than ở phía dưới phía xa bỏ làm miến bằng toa pi nẹt xa bỏ làm miến riêng chấm nón pi ru ban được làng nơi bàn hà mà chấm nón để bàn cả làng ta có xuông bỏ làm miến sáng kết khơi chẳng nào bên cha bà xem ông con chúng tôi xin lỗi và chẳng vẹn con chỉ môi nâng sừng nuôi tim môi đa và chị ăn pin than phìp xa bỏ miến để cứ để chia chạy tam chia lắm và chẳng vẹn con chỉ môi nâng bánh hà ní chúng sống ông con chúng cô được xây hàng sừng phó và thiên không xây là xa bỏ miến đã bàn từ score thà bất chính miền ca đi chấm ran bất chính miền ca đi chấm ran chụp xe kêu bẹp con chấm môi nắng xa bỏ miền online các bạn ta được xây bán lấy bao nhiêu ha bẹp con chấm môi nắng nhẹ xa bỏ miền chụp để bắt chôm chấm môi nắng ca nụ vật chỉ chừa được bọc luôn chỉ xây nhẹ xa bỏ miền để cho xe làm pi bạn ha bày chơi bài than cả lúc bằng này ai có bạn ha đây nhẹ xa bỏ mẹ chip nó khai ra anh vì cả kịp sản cấp được chạy tha tới tam play tà la ca chẳng vẽ con chỉ muốn là sao phim sợi phim là sao bỏ mẹ này không bị chia được trả tam rất rất là bao nhiêu là mình sinh đạt để cho còn thấy cái lâu tay để giúp kết tục đã nè để cái lòng máu thì lúc ban tiếp cho mà mình ta chụp chung khi ở viên sinh đạt giữa còn thấy chúng mình nó bom ôn nhẹ xa còn miền ở dương làm bay bác sai bằng nhà đấy bom ôn nhẹ xa còn miền dương ở cục bông để chụp kìa vì chẳng lực nông lý trên trạng cam bởi chia phải dưới khi sử dụng phía xa phô là miếng khi mà đọc về phát triển bóng này khi miền ca đi chẩm đoán đòi lực nông này khi lực nông cái xung phô là miếng khi cầm ngàn lấy ca chồng chi và bỏ xa ông phía xa phô là miếng và đôi chia nhẹ do phô là miếng khi miền chẩm đoán cho đoán hay nông nghiệp kỳ của một địa phương ba phải dưỡng kỳ của ban dọc chất tục đặc trong cuộc bóng ổn xa bóng miền này chạy ra đây mấy lý kỳ kẹo con chỉ mua nâng ba nhà ha ở cho một nâng chất bạc với sân ba kẹo con chỉ mua nâng ca có kho và chi chú viện nhạc xa bóng miền kỳ khang đi ra thả ba và đôi chia khang có xung bóng miền to kỳ miền đó chia sẻ và mê thư ví smart chat bỏ sẵn đại chỗ và đôi chia mê thư ví bỏ smart chat bỏ cơ xung phòng miền để chui vào bóng ống nhạc xa phòng miền dưỡng đá lúc miền ca phải chôm cho mùi nâng và nhà hát đã cả lá khả nông chi vực cán khả nông vị trí chi vật bỏ luôn và hai chồng phố ca được là bọn lực xin ở đây là trẻ thang sản phẩm giấy phía xa bọn miên
nơi không bị chia bị chặt tam bị chia cứ nơi sắt nơi tại không than phi vật cọ đầm miên trong nát nè rồi sai sĩ rồi mà rồi ba chia nó cứ tăng bị chia bị còn đập vỡ là bàn lệch lại bị cạn này cạn bật còn sập sai thông miên Cambodia Delhi sự là gì rồi đấy chị đã nó cứ hàng cái xung quanh miền ban bị chẹt chung chị tràn được tràn xa hay không nó gặp không một bài ca đã chung tới hàng nặng tam ca sự luôn họ ăn ca giảm chi chiến cứ các bạn được lại một pi bàn hàng này mình chẳng được hàng bà để không kể hạ tầm quan bỏ cái xung quanh miền cứ có kẻ dụ than quan miền sáu túc cứ ban bị chẹt hay cả này Cambodia Delhi rồi chia gì gì đấy bật này nó cứ miền miền này thằng nào ai cứ hàng rồi thả ba bạn bỏ sai hàng cứ bẹ con chìm bôi nó đi Cambodia Delhi nó cứ bận đời xa ta bẹ con chìm bôi nó cả này buồn này thế chẳng ai free gì gì đấy đôi khi là dùng được ba lần với nhau hay cả bạn trong miền tây nam bắc sầm quân chả ở quân tran ở lục vị bớt cha pì cam thì vẫn có miền vị tàu khay tẹt tòng tận năng sập tàu po nằm miền phong đài niềng khi nhom môn ở đà ca chun lục pén niềng khi nhom sông bằng vài rằm bay mất cả đôi chỉ việc khmấn cha mà tu sơn an ở vị tàu khay đài phật đài mà chạm đồ cam bị chia đầm bay bọc quan sập sai ai kệ đôi tàu tây hai đồng bấy sừng cung sỉ vỡ trong rồi nhảy rót hai bị ba bên là lăng vĩnh miệt trà muối trong nguồn nên sẽ đầy bình cho bắp sẽ đầy bị sứt từ tu bờ miến sừng cung sỉ vỡ lần này trong niềm hai cho bắp trong rồi ở miền cài do chưa tận đạt phú trong buôn trong nơi khoa kha trong nguồn làm buôn miệt trà lại miền này không sẽ đầy bình cho bắp này hai đồng bấy ban chỉ treo bàn tay ai cả sai vô nơi không miệt trà muối không trong buôn tìm muối nơi không miệt trà muối nên sẽ đầy bình cho bắp bị muốn rót hai bị ba bắp bên cho miệt trà đắp làm buôn nên sẽ đầy bình cho bắp chiếc sọc sẽ đầy bị sơn mận nụ. Bọn tai này nên sẽ đầy bình cho bắp trong cõi ní. Rót hai bị ba bàn lúc viết chành bình. Đám bay ở cả nơi vật sớt từ tù phần miền miền bờ sơn tập hiệp. Cả đã bên cho miệt trà đắp làm buôn. Nên cái tích cát sinh nhà anh ta chết sẽ đầy bị sơn bờ rót nên sơn này dụng bái. Chỉ cá chạm bạch miệt trà muối có cua bên cho cua cá nên cả ba chấm ho bờ miền tảng sông. Cả ba chấm ho bờ miền tảng sông. Trở tại chi cả tập bậc cách ở bờ rót hai bị ba. Bờ sơn ba bên miền cài lực lên rước thành tập hiệp bị sét nà muối. Vì chỉ cố gắng để xem mọi người ăn trả chiếc, tệ tốt nên nằm lạp hiếp, nâng sợi hiếp không cạp bằng chiếc mệnh tế, nâng sợi đồn tù bó đồn miền. Hai đồn bấy tên lưu mệt ra đập rám khăn trong bụng thị bấy. Mệt ra đập rám, chá ông Pika gặp nào rồi dạp bế xác tập tháng ngày, môn cả sản xông bó đồn miền mà đoàn tiệt. Các gặp nào bài bình này, mình chăm bách nụ tề. Cả sản xông cua tại miền sợi hiếp không cả sản xông bó đồn miền, đòi khu miền cả gặp nào bế về lìa. Hai đồn bấy tên lưu trong nội tì bằng phí, nên mệt ra mập hay khăn trong bụng thị bốn. Mẹ trả mập hay chảnh thá, sẽ thả bàn xa tờ nạ, ai bà đề xa phát đáp bó đồng miền chung xa tờ nạ chún. Rồi xanh bà cạo bằng chính bó đồng miền nú, ai bàn đà là ai ổn trái, nâng bác bó đồng miền xa tờ nạ, nâng ai kì chún. Rồi tiền bó đồng miền xâm ngạc đã tới tiết, sẽ thật không bà nhát hàm khuất. Bọn tay bà nhát, đã chạy ông phi bó đồng miền xâm ngạc ní, hạ mình phía tù lùm tù lì bếch, nâng pháp khiếp trẻ lẽ, đã trở lộp chào. Mà như cư chìa video clip đài phát đời mà chạm đồ cảm chế đảm bày bảo bảo sắp xài ai kênh lúc bánh cư chìa nị dụ phát bát này ông ca xâm phòng hiệp chế đài cu cả áp hiệu vật tạm bài bảo chế thập tay nơi thân ạ kram chế thay cò chìa nẻ chô rùm nơi khăn ông ca riêng trọng nơi sạc đầy bình pháp nị đài hay bật tốt bị tu sản nơi video mới nị hai ta ca bị thay tìm một phơi bảo bảo đài chế thay riêng trọng nơi sân sạc thân ạ chế đầy âm bì sạc tù bảo miễn chế sạc xâm rạp chân ta cần nặng bạn cả đôi chia rót tha bị ba hay đâu vì sai ai cái chôn đường ông ca sầm cung gì vậy đang đẹp bẹp bòn niên niên được không sản sật nít ta nơi tai tờ bậc căn chùm hồ được không ca chô rùm đôi ở vậy để bàn được ra được không video nít tế rước con biên ca bị vọt chẳng là hai lục chả đợt bẹp bòn niên chùm môi đường ca riệp chòm sản sật hạn chế từ đây bị sệt từ tuổi bòn miền chia sẻ cả nít cứ dương mới khởi tham miền cả chỗ rùm bị cướp việc kịp bẹp bòn đừng lưu thời bản lượng mình hái cứ riêng miền đầm nàng thả bản lưu lại phải báo nơi cứ xuống bẹp bòn riêng miền đại cụ phải báo riêng miền đầm nàng cái nạp bạn nội bài chia sẻ cái nạp bạn nội bài đại quạt bàn asana chia ra nơi nòng asana phòng xa khống
đối chiếu nạp bạc chiếu chuẩn cam chi nạp bạc phương tiện đối chiếu nạp bạc phun sập chứ nạp bạc tiền bay nữa để còn bán asana thủng để còn bán asana chờ để còn cả bao nhiêu công sản khủng nữa chứ chỉ mua những laptop đối chiếu cả để chơi để còn sản xuất để đầy bị sụt từ tu bổ miết chiếu sạc nữa bán phần hai bị chủng hơi rum khi nào mới cứ đào phiếp tầm khăn chụp buộc vật đồng miên tại vật tiền cam chiếc mà đào bên thì hãy cua để ai miên chụp bắp rất là ban phòng miên mùi năm bảy đồng lòng tư dương thật ta vậy tới chiều làm ho nó ca tổ tụ ban phòng miên rồi giờ thì video mình lượng mình chứng thà mà mình chạy mình chứng thà cả đào phòng miên rồi cả ba làm ho phòng miên chẳng xong nick cái chiều cho nó mùi cần lư tầm khăn đó là dương cất thà nếu con ông bật tết đại bảo căn bỏ chiếc lật tiếp chiếc thập tái cứ ca tổ tụ ban ban phòng miên cứ chiếm mùi thành cứ này cả áp vật tạm bạc chiết tái các đôi chi sờp tam này diêm này cả group tam lập tiếp chiết tái còn đại cho nên ban miền bị mà clear tha cả áp vật tạm bạc chiết tái mình ai chấm nào cả tập ban tế person ba bạc chiết bớt ăn miên bò miên chứ person ba bạc chiết bớt ăn miên bò miên nẹp qua xa bò miên có đại tổ tụ ban bò miên chiết tập sọc sai số thà ta dương ai đăng bị sốc tục đăng bị ca lộng bạn đăng bị tầm lời ca bỏ chiết bớt thế hay bị chiết bớt có đăng bị bọn miền này này đại quạt nhiều từ thôi cả thôi sẽ đây xem lại chất này là chỉ vật luôn ở trong thời bao quạt thì họ chẳng anh ấy cứ chia cho nói mỗi đại dương mới khởi thà tam giờ sản xuất phải bởi sản xuất hạn chế bởi những cái đào phía sầm khăn á trong buộc bọn miền chụp bắp xuất từ tụ bản bọn miền này chả ta ở vậy chỉ là tập hợp là không nô đại dương cho chơi bàn thì giả về bờ dương cái lấy tầm ngay mà phải bằng bảy nít khơi miền sài gòn phía trên để toàn thân cá thôi sản xuất cho mỗi nâng cả nạp bạn nhiều bay cho mỗi nâng rót tháp phía ba cái đôi chia vì sai ai cái chân hay nâng sừng cùm xì vợ hai con miền cá thôi sản xuất cả sai cho mỗi nâng nẻ xa bờ rồi miền hai nâng miền cá điệp chăm chỉ có buồn dịch lô phòng này ta ở vậy đại chỉ là tập hợp tầm khăn bằng toa pì cá điệp chăm giả về mỗi tháng ngày nít lục chả nhưng mà khi nhà là tập hợp tầm khăn năng miễn bảy rồi thì mỗi địa phận chỉ mỗi năng đại sa sản sản ấy cứ riêng riệp chọn năng làm bảy làm lệch làm pì rồi có bằng hang bằng triệu bằng sản thiết làm pì thiết châu rồi bằng cả sự công sự vật chấm po sự đại biến chấm bập từ lơ sự đại biến chấm bập đại dương từ tua ban trong cái cứ nơi chín năm pì pòn phải khai buồn pì pòn phải hay dương an toàn đang thiết thà sự đại biến chấm bập trong cõi đại nơi không đại dùng phần miễn rừng mùi các bạn bị cùi chụp bao chụp mùi năng cầm bao sao để chụp bắp này tỷ lệ cả rồi trái năng miền miền dần than bài mấy miền cầm sao bài mấy hay thiệt châu bao an cả sự công sự vấn các bạn đã bên châu là cầm rạch nát của dương toàn đang đấy bên tây dương tròn rụng lịch từ đó sa thiên hạ chôn tháp bàn bẹp pon tượng ót tha dương miền thiệt châu mùi chụp nuôn đại tròn ao rốt tháp bao trở bàn trở đáp bình châu trở bị cha nan nó cả đáp bình châu là nông chấp bắp rồi có sự đại biến chấp sự tụ bàn phòng miền này những tim mũi cứ chỉ là tập hợp là tầm khăn tim mũi là tập hợp tầm khăn tim pi nó cứ như ban bắt đầu là cả ao xã cùng chiều sẽ xã cùng cho những đám biệt tịch đã có chỉ chân đại nghi đồng cru cầm đại nghi đồng cru một cầm đá đã bị cả thứ bữa sinh này dân mưa làm ho này cả bắt đầu phòng miền bây giờ chỉ bị chia bờ tu tư mình men chỉ cho đám biệt tịch bị cái dân nghi xuống là cả tụ bàn phòng miền ta mà chụp bài này nữa bạn đại phục quát về class ở bài tập phía xa có quát đặt ai vô phía xa mai rồi có phía xa có bờ phía xa bạc quát chẳng hạn ban sản xuất nạn chuyện thì cứ dùng bắt đầu là cả ở phục quát dùng ban bắt đầu là cả ở phục quát đồng bài lực lao được bảy ha đồng rau ca bảy ha bị xôm nên biết đồng bài đặt ở tập bốn được cồn vô bài này chương chiều xét định được nông sản xuất dùng tiền mũ dùng mới khởi nhầm pi ca rum lịch nhầm pi bảy ha nên biết đại bẹp pon chỉ mới nâng ca tổ ban bò miên chiều xét bò miên bẹp pon chỉ mới nâng thay ca rồi ban hạ cầm chiết nơi nông cướp cầm rắt tiền pì cầm rắt riêng khách còn sọc khăn rồi có khung sừng cát xịn xịn nữa thì mới khởi là nơi miền rồi băng môi chấm nuốt đá ai ao dạ cung chỉ biết sẽ cũng chuyển làm việc tận những quạt tụ bàn bỏ miền xóm sọc tam ở vậy đại quạt treo tụ bàn ở lại thế tìm mồi thì pì cứ bẹp pon chỉ mồi nâng bỏ miền để bẹp pon chỉ mồi nâng cầm ruộng đầy sản tiền sạch xịn xịn để pì khá dạ cung môi chấm nuốt có trường pháp bỏ pì ca ăn uống cầm ruộng đầy sản tiền sạch cách chúng nếu không đồng nào ca này ca ăn vật cầm rong rồi có môn pe ăn vật cầm rong rồi có thuê ca sắc xa sắc chơi bị pháp pháp bỏ xin xin pe khác có ăn bàn châu rung pin lên không đồng nào ca thằng ăn thế đại thua ở phụ quát pe khác kinh sâu sốc bực lắng thở miên ấy pháp pro nếu không sạ cùng mà quát cho nên ở đây dừng kết tha vị trí chậm này mỗi đại dừng bàn phật đà lạt phết ở cả ao sạ cùng rồi có chiếm sẽ sạ cùng chưa được làm việc tận những con miên lạt phết làm bài lực lang nơi cả này sắc xa nên nè nó mà đó nhẹ thua cùng nhiều bài
hay là phát thị bày thống nên cứ dương đầu tư bàn dương mới khởi nhà dân địa cả dịch lỗ đại miền cả châu rùm vì cục phía kỳ bẹp bón hay dương mới khởi vì sao thì đã chuẩn gọt đại miền cả chập rầm từ lừa tao ta miền phía sầm khăn đấy nông ca đại đầu tư bàn bò miền chiều sẽ ca bao kiểm hoa bò miền sa thiên nè đại với chiều bọt group group miền sét đầu tư bàn bò miền thành oan chứ dương mới khởi nhà là đầu phò đại dương lịch mới tiến cứ bẹp bón cho mỗi nhà ca bằng các lang này các tổ chức quả vì phim tầm khăn rồi có sự tầm khăn này các tổ ban phần miền của việc là với những vậy vì các tổ ban phần miền các tổ ban phần miền bây giờ bắt đầu tới quật kết thành những cái chuyện đó và sau này lui quật khinh tổ ban lui ngon tại phần miền quật việc là quật kết thành đặc biệt tầm khăn này bao quát trong phần miền chẳng nhầm tin tèo hay có mối thà bớt sân và quật trang lụt đầy mà cả lái như là quật trang thưa cao vị này dục ấy mùi mà lấy rồi có một bò rồi sẽ mà muối person bảo qua miền bò miền họ lấy ta qua tầm đặc chất dạng được này qua tầm đặc chất lụa đây rồi có thơ nắng đòi phải ai lựa ấy cái chứ riêng tầm đặc chất ấy cái đó cứ phải ai lựa bò miền này riêng miền họ này anh chẳng person bảo riêng miền bò miền thì rồi có bò miền đại riêng tụ bán ấy vị trí bò miền khó bò miền mình bất ta ca tầm đặc chất bảo riêng với xóm xóm tam vậy đại chi tập phim chất này rồi chắc là nó cứ chi phim tầm khăn đây bây giờ bớt chạm tam chạm bách thời tụ bàn ấy bây giờ mưa nông ca bị vọt thay rồi có trong khởi nít chia phía chia sẻ bẹp bòn cho mỗi nông ca cầm nai tầm rong bị mạch ca bị sao mạch ca rồi có ca ăn vọt ca bị vọt tam bách chia tài nạn một tháng cứ dùng cắt ngôn nè bây giờ bớt ta tuân thì giang tầm khăn bây lược pi tầm rồi ca lược pi ấy xem xét đạn được nông pan ca bị vọt rồi có pan ca bây giờ nông cơ bò rót bao nông công cụ cầm cho bộ quả miền tụ miền bò miền hàng lấy ta quạt châu luôn nhận được anh ấy đại chia cho nội muối đại dương tiêm ti ở miền cả ba chấm ho bò miền chia sát thiên là bạn bình linh phòng này bà chả ông con lục xuân bánh chả lục là rắn vinh tệ tôn tân đăng dịch đây tiền cho dây bị sợ tụ bò miền này ta nâng miền là thạp phải giỏi ấy sầm rạp dương trên nệ xa bò miền và sân chia cho bạn này tạo bạn an làm bạn chả bạn bạn sợi bình chấp bắp được các chấp bắp sợi bì sợi tơ tua bò miến ấy vậy chỉ rúm cứ về miến chế chấp bắp đại miến sợi đạp bây giờ được bình muốn nhập bàn lợp bì cà bằng cà chấp bắp đại về miến cà rất thất bật tại chấp bắp nên miến sợi đạp bây giờ mình men trầm tại nẹt sa bò miến ấy cứ bị chia bờ rót tu tơ bàn tay sản phẩm nhâm chia nẹt sa bò miến đại dương bàn sắc sa pi cao bờ tê pi cà ăn vào lõ cứ thời tha miến chấp bắp nâng đầm bay tha dương ái sna sống bò miến pi สถาบันเปียปอนบอรอดปัจจุบันนี้ยังเคยทาการบรรจงปอร์เมียนเนมียนกุมรัตเตบสันบายังโจตเกฮะตุมปอร์บอกระทรวงสถาบันปอร์เมียนเมียนกุมรัตติกบัมพอนจังเนเปได้เมียนฉบับนี้คือดมเราเอาคางสถาบันจังอ่อนนั้นบรรจงปอร์เมียนเอากันกันไตตุเลียได้ในให้เมียนสระประโยชน์สำหรับเนศาปอร์เมียนจีบเซเนศาปอร์เมียนได้กวาดอายធ្វើរឿងបែបស៊ីជម្រៅសើបអង្កេតគាត់ត្រូវការតំណៃមកគ្រប់គ្រងសាច់រឿងរបស់គាត់ហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើអត្តបទមួយអំពីការប្រើប្រាស់អគិសនីតើខ្ញុំអាចដឹងតំណៃទេនៅភ្នំពេញនេះថាតើក្នុងមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំតើការប្រើប្រាស់អគិសនីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើចំនួនបានប៉ុណ្ណាព័ត៌មានហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់អ្នកសារព័ត៌មានស្នើសុំទេគឺត្រូវមាននៅជាសាធារណៈទៅហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់EDC ណាប៉ុន្តែបើសិនបើអង្គភាពមិនបានបញ្ចេញអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈច្បាប់ហ្នឹងក៏អាចស្នើសុំបានដែរចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានចំណុចតិចតួចក្នុងការស្នើសុំដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនទាន់ពេញចិត្តទេហេតុចំណុចណាដែរលោកចា៎ដូចជាយើងនិយាយយើងចង់និយាយថាដោយនៅប្រទេសផ្សេងការស្នើសុំមិនបាច់យើងប្រាប់ពីគោលបំណងផងមិនបាច់ថាខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នកសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណ្ឌនៃការសុំដែលខ្ញុំបានមើលនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនោះគឺមានការបង្ហាញថាយើងមកពីណាយើងធ្វើអីយកព័ត៌មានធ្វើអីហើយនៅស្រុកក្រៅនោះក៏មានការយើងអាចសុំជាអនាមិកគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងយកព័ត៌មាននោះគឺគេមិនបាច់ថាសួរនាំច្រើនថាយើងនឹងឈ្មោះអីយើងនឹងនៅភូមិណានៅឃុំណាប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីនេះហាក់ដូចជានៅមានសួរពីគោលបំណងហើយយើងអាយើងជាអ្នកណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងវានៅមានភាពខ្វះខាតប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ជារួមខ្ញុំគិតថាច្បាប់ហ្នឹងវាជួយឲ្យខ្ញុំក៏ជំរុញឲ្យមានការពលឿនឲ្យខ្ញុំនឹងសាករបងខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានច្បាប់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងសុំព័ត៌មានប្រសិនបើខ្ញុំសុំថា
tới ca chùm nô là bỏ ở để xế không mùi khá được không mùi chân nắm bàn phần mát và sân bà quạt tha mình miên chết tên ở này thế nhưng cái thà bây giờ ta không thôi tiết nhưng đừng đăng và to tiết được thật thử ấy chà ở con lột xin là rắn chà khang lột xây hông xâm phó với anh không niêm lột xây chia đẹp xa phó rồi miên mùi rụt đai chân ta lúc này sáng kết khởi rồi có vô tha ở sạch đây bây giờ bắt đây bị sạch tu bỏ ra miền đi miền sẽ là ạ thạ bây giờ ấy xâm rạp dương trên nẻ xa bỏ ra miền này chả chà bằng thay bị lừa vậy để lúc xuân là rừng được làng bánh bánh trong kết tha bắp đây bị sạch tu bỏ ra miền miền sẽ là sẵn khăn nè hỏi bởi con thì miền sẽ là sẵn khăn lăng hay từ cảm thấy dương trong này phiêu dú là hôm nay bên ấy cứ đọc nam chiến tình tăng phí cáp đuôi tăng từ bồ màu hay ta bây giờ sự khai sáu cao bên ngành một phần bảy căn nhà nó khi ban chưa rung đá mình khai pi vậy để luộc son pin chị em mình đang cư dương sạch cái khung thang để chưa rung chẳng oh đạt một pi group pi kỳ bẹp quan nó sập cái xa tới sập cái trong bán trong khơi này sẽ bắp đây pi sập từ tua quan là mình đang lên chân chỉ rung lên chậm chậm hai vậy để can để chậm nó cư trong ngoài bàn môn ca bắp nào chưa được tăng làm nắng đi hà nát tiệp làm pi tiệp bây giờ không lúc mình cái nào bàn chỗ bài bay chưa rung phụ quát có quan trơ tại oh hay ở căn nhà đại mình mới chỉ nhà căn nhà như tháp bây giờ bán cứ căn nhà bạc khi chân cao vị trí chỉ nhà đặc nom rót tháp bị bà chính căn nhà bạc đại nơi cài rót tháp bị bà quạt cô chim rồi nay có tha cua tai ao căn nhà bạc khi chân cao vị trí nó rót tháp bị bà cao vị trí nó chim rồi những ca ăn mặt bạc nó lại bàn lươn môn cả bạc nào tới côn sập bạc để ngót nước bàn từ căn nhà bạc đại căn nhà bây giờ bán phù với sân chỉ riêng ông bản lại về ăn mặt bạc đi tiết trong trong côn sập bạc nó nước bàn từ bạc xây cho hai phù với giờ mười tám người nhì cá ឆ្នាំ2023នឹងមានគណៈបកចូលរួមពុតប្រជែងអាចថាគាត់នឹងបានសម្លេងខ្លះនៅក្នុងសភាអញ្ចឹងនៅពេលដែលច្បាប់នឹងបានលេចចេញជារូបរាងវានឹងលែងខ្លាយជាសេចក្តីពេញច្បាប់ខ្លាយនឹងខ្លាយទៅជាច្បាប់ន័យថាគុណសម្បត្តិមួយចំនួននឹងត្រូវបែងចែកអ្នកចូលរួមទាំងអស់ចង់បានច្បាប់នឹងនៅពេលដែលច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងបានលេចចេញជារូបរាងគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកចូលរួមទាំងអស់កាលពីថ្ងៃ28កញ្ញានឹងបានលើកឡើងថាមិនច្បាប់ចេញហើយចប់ទេច្បាប់ចេញច្បាប់នឹងចេញគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ដើមអ្វីដែលជាការយើងត្រូវធ្វើច្រើនទៀតអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើច្រើនទៀតហ្នឹងគឺត្រូវរៀបយន្តការត្រូវរៀបឧបករណ៍បច្ចេកទេសមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងតកតនឹងការតាមដានការចែករំលែកព័ត៌មានតើព័ត៌មានឯខ្លះសម្ងាត់វាយត្រាសម្ងាត់សម្ងាត់ព័ត៌មានណាដែលត្រូវបញ្ចេញនោះហើយគឺជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើជំហានដ៏ធំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបានអនុម័តលេចចេញជារូបរាងនឹងបានប្រយោជន៍ច្រើនលើសលប់ទៅសាធារណជនទៅអ្នកអនុវត្តច្បាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានសំខាន់ហើយអរគុណដែរគណៈបញ្ញោបាយដែលចូលរួមកាលពីថ្ងៃ28កញ្ញាហ្នឹងគាត់បានគ្រប់គ្រងការពីក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកក៏មានការពីដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែរនៅពេលដែលគណៈបកលោកទទួលបានជោគជ័យឬក៏មានសម្លេងក្នុងសភានឹងព្យាយាមការពីអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនឹងគឺមានការភ័យខ្លាចអាចមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួននឹងដោយមិនមានការគំរាមកំហែងហើយជាពិសេសបើសិនជាច្បាប់នឹងលេចចេញជារូបរាងខ្ញុំគិតថាវាក៏ជាកត្តាមួយរួមចំណែកជំរុញឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីនឹងកាន់តែច្រើនព្រោះនៅពេលដែលគាត់បំពេញការងារដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអាចទទួលព័ត៌មានទៅសុំព័ត៌មានបានងាយស្រួលស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានស្រាប់ឬក៏ស្ត្រីដែលកំពុងតែសិក្សាវិស័យសារព័ត៌មានឬក៏យុវតីផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនទាន់រៀនគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ក៏ចង់ជួយសង្គមគាត់ក៏ចង់បំពេញការងារនឹងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថានឹងមានស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែច្រើនទៀតចា៎អរគុណអ្នកស្រីហងសំភ័សត្រឡប់មកលោកកិនវិបុលដែលជាតំណាងក្រសួងព័ត៌មានវិញបន្ទាប់ពីលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធដែលគាត់មានចំហហើយក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងការពន្លឿននៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទោះចា៎បាទសូមអរគុណបាទចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានឆន្ទៈចូលរួមជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះឲ្យបានឆាប់គឺតំខុសពីជំហរផោះក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចរាជរដ្ឋាភិបាលដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់នេះគឺខាងក្រសួងព័ត៌មានក៏ចង់ចេញឲ្យបានឆាប់ដែរពីព្រោះខ្លួនឯងជាអ្នកដាំក៏ចង់ដឹងចង់បានផលបានផ្លែអំពីច្បាប់នេះដែរប៉ុន្តែយើងឃើញទាំងអស់គ្នាគឺ2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺពេលដែលមានវិបត្តិ COVID គឺស្ក្រីព្រៀងច្បាប់យើងត្រូវបានគេ
អញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្គ្រីបជាច្បាប់កំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅវិស័យការកណ្ដាលត្រីហើយដើម្បីពិភាក្សាបន្តទៀតបាទបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្ពោះដែលចែកអំពីទស្សនៈអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាដូចជាស្ថិតនៅក្នុងសម័យអន្តរជាតិអញ្ចឹង ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះទេព្រោះឯងនៅក្នុងផែនការរបស់ក្រសួងក៏បានដាក់ដែរការពីឆ្នាំ2019ថានឹងដាក់សេចក្ដីព្រាងច្បាប់នេះអនុម័តនៅចន្លោះឆ្នាំពីផែនការពី2019ដល់2023នោះចា៎ បាទដោយសារតែខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រមប្រសាទច្បាប់គាត់កំពុងតែពិភាក្សាលើស្ដីពីច្បាប់នេះឥឡូវនេះវាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមគឺវាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះអន្តរការអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្ថានភាពជំងឺ COVID 19ហ្នឹងរៀងបានធូរស្បើយហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាខាង ទីស្តីការកណ្ដាលរដ្ឋមន្ត្រីមានក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់នោះលោកនឹងបន្តពិនិត្យហើយនឹងកែសម្រួលឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅលើស្តីព្រៀងច្បាប់នេះដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៀតដើម្បីទទួលបានការអនុម័តឲ្យបានឆាប់បំផុតបាទចាកន្លងមកតើក្រសួងបានចូលរួមធ្វើជាសកម្មភាពអីខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឆាប់បានអនុម័តក៏ដូចជានឹងពន្លឿននៅក្នុងការអនុម័តនោះចា បាទកន្លងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញនេះគឺបើទោះបីយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដមិនទាន់បានធូរស្រាលក៏ត្រឹមតែកម្រិតក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្ពោះដែលចែកអំពីទស្សនៈហ្នឹងគឺជាមួយនឹងក្រសួងយើងធោះគឺយើងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាគឺប្រជុំ ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានបញ្ចប់ត្រឹមសេចក្តីព្រាងច្បាប់កម្រិតក្រសួងហើយបញ្ជូនទៅខាងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺខាងក្រសួងគឺព័ត៌មានគឺដបដៃដបជើងមែនទែនបាទចាតើក្រសួងនឹងមានផែនការអ្វីបន្តទៀតទេបន្ទាប់ពីស្ដាប់នៅធាតចូលមកចំនួនរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិ ក៏ដូចជាមិញនេះខាងតំណាងមកពីខាងស្ថាប័នសារព័ត៌មានក៏ដូចជាតំណាងឲ្យអ្នកបូកសរុបលទ្ធផលនៅក្នុងសន្និសីទនេះលោកចា៎បាទខ្ញុំមិញបានទទួលបានលទ្ធផលគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធទទួលព័ត៌មាននេះគឺកន្លងមកគឺខាងក្រសួងព័ត៌មានដែលមានគណៈកម្មការ តតៃច្បាប់នោះគឺបានប្រមូលធាតចូលទាំងអស់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមជនជាតិដើមភាគតិចតែនោះគឺយើងបានប្រមូលធាតចូលទាំងអស់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអីហ្នឹងគឺយើងបានប្រមូលចូលទាំងអស់អញ្ចឹង ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងបញ្ហាខ្លះនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដាក់សុំព័ត៌មានដែលត្រូវតាបញ្ជាក់ពីគោលបំណងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនេះហ្នឹងគឺខាងកន្លងមកគឺខាងក្រសួងគឺក៏បានបញ្ជាក់ដែរពីបញ្ហានេះដោយសារតែនៅស្រុកខ្មែរគឺខុសពីបណ្ដាប្រទេស ជាលឿនមួយចំនួនលើពិភពលោកដោយសារតែគេត្រូវការអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកផ្ញើអ្នកសុំព័ត៌មានអញ្ចឹង
hay cái thời đẹp bị cô mòn nó này làm bay ao mẹ đẹp đào bò miến nó tới nhà bò miến nó tới ở đó chấm chun đài nè sơn sâm bò miến bị phù men tên tới bên đây sập kế đôi thằng nó non cái súng bò miến mà lên bị phá nhà này hay thà đây sập kế bây giờ đã sơn sa sâm bò miến ấy mối tới thà bàn nhà mối như gọi là prap ăn trái tới chiên lê zip code zip ấy cứ bò miến đại kê đào lão kia giờ mãi đào tiếp tại nơi không phải dạ phải bắt sập máy cứ ở đây kia thì chẳng dương của bà đâu chẳng bạn nơi không nói ai miền cái áo dương đã lên tình đẹp nó chỉ đào làm bay nghe xuống tiệm tôn làm từ sáp làm bay đào của miền đại dương sơn la sông này lúc bệnh và tòa bị ban đặt tập hợp những thiết cho mà chấm nuôn đại ông ca sùng công sĩ vợ ban thuê sản xuất cơ sở này hai ta những thuê vay và tòa tiết xem ra đặt tập hợp từng anh đi chưa? Vâng, ông công chân. มันนี่ฉลายสนุนนี่ខ្ញុំចង់នេះតិចដែលចានិយាយថាខ្ញុំជឿថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះប្រហែលជានឹងអាចចេញក្នុងឆ្នាំ2028តែមើលហើយចាហើយលោកចាបើខ្ញុំមើលពីកំសួលនៃការរៀបចំហើយក៏ដូចជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចបងវិបុលក៏បានលើកមិញថាហើយលោកស្រីបានលើកដែរថាគូឆ្នាំ2028នេះជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិនៅអាណត្តិ6នេះហើយចឹងមុនឈានដល់អាណត្តិ7ត្រូវតែគូតែអាចសម្រេចបានហើយព្រោះវាជាងមតុសវត្តនោះហើយទី 1 ហើយទី 2ដោយលោកសៃសំភោះបានលើកមិញចឹងថាសម្បីតែគណៈបកនយោបាយដែលក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏មានឆន្ទៈក្នុងការចង់យកមុខមាត់ហ្នឹងដែរចឹងខ្ញុំគិតថានេះវាជាឆន្ទៈនយោបាយមួយទាំងគណៈបកកំពុងតែកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់អាចនឹងប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គាត់គុណអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺជាអត្ថិភាពរបស់គាត់ដែរជាមួយហើយទី 2បងខ្ញុំកាត់ន័យដែលមិន ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2028នេះខ្ញុំក៏ចង់អំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែរសូមផ្ដល់ភាពសំខាន់នៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់អត្ថិភាពក្នុងការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានផងដែរដើម្បីយើងអាចមានច្បាប់មួយស្មើមុខស្មើមាត់ដូចជាប្រទេសដទៃដែរបាទប្រទេសដទៃនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍កំពុងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនផងដែរ ຈັ່ງປະອິດມາສຳນວນແລະລູກໄຊມັນເລືອກຖ້າຕາປະຕອບປີສະຄາສາລາປະຕອບປີສັນທັດອະນະຈິດຂອງເຈົ້ານີ້ເຈົ້ານຶງຖືອີ່ປະຕອບຕິດໃຫ້ຂ້ອຍສົມຄູບຈະພ້ອມໄດ້ຖ້າທຽດໂຈແລະອົງການສັງຄົມສິວົນເຈົ້າບານຮຽບຈໍານີ້ເຈົ້າແມ່ນປະອິດແຕ່ລືລັດຖະພົນຈັ່ງປີສັນທັດອະນະຈິດກາປີເຈົ້າຮຽບຈໍາໃນថ្ងៃ 28 ນີ້ຕິຄືເຈົ້າມີສະກໍາພິບໃສ່ໆຈະຈານທຽດເຈົ້າມີການວິພາກຈັບ
mùi than để sinh sống hay những chấm muối những ăn cá súc cũng bạn dùng ai chọn cong để thiết chỗ bao dương từ tầm bảy đã từ lửa xịt lại bình chấm bắp để miền để miền để con đại nữa chương bắt đầu pi san san sát nát chít bao dương ní cứ sản phẩm dịch phiền đi cái đôi chia cầm cang nghề sản xuất bàn bom biến này ông cao cung sốt vừa những room kia thuê yutonia ca bắt đầu tiếp chia sẻ về quan điểm mới những yutonia ca từ lời bộ phận sắp xài làm bay bằng ca hơn ca giờ chất tụ đã rồi còn bằng ca ca bắt đầu làm lại ca bắt đầu sản xuất khăn từ lời chấm bắp sản xuất bàn bom biến này phòng đài tỷ mười tỷ pi có dương năng miền ca riêng trăm cách bổ sung tiết bởi ai tới bán dương năng snail từ từ đây cá cái nào rong trái bởi nông cạn này đại dương miền lùm ho đầm bay ở sông cung sư vờ miền ca châu rùm được nông đầm nà ca bị cùi bò lại nia nia có sip đi đôi chi cầm càng nghe sát tụ bàn phò miền năng riêng năng châu rùm mình tham tiếp vừa nhưng chưa tha cái nào đó đại tỷ tỷ cá rong trái phải chỉ ai miền đầm nà ca này ca bị cùi bò rừng muôi có đầm nà ca đại ai ao sự cung dù vẫn miễn cả châu rùm mình to tiếp phong này của dương nông nghiệp dù vẫn có trong khơi nơi thà thiệt châu bò dương rồi có chút bắp những tình yêu ban được phao vào giờ bắp chưa bắt đầu tới ban cầm rạch nam phong này này tiếp đi thì bấy có dương nông miền cách sân nia 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 tiết chỉ mùi nông sân bờ chút bắp những trên bị đi đây cá đó từ đó sập hía có dương ai những cái thuê ca nghe chỉ mùi nông sập hía chỉ xét cái nạn cam cà tiệp ram này rồi sập hía làm bấy dương nông ai miền ca pom nom nơi thiệt châu nia nia tiết đây dương ai nằm bay tầm bay xóa phải chăng rồi có đạp bên châu thiệt châu bao nhiêu nơi nông sẽ lấy tiền cho bạn nơi nông đồng nạc ca rất phía phòng này chẳng nhầm kết thân đi khi chi tầm nào ca nia nia đây cùng sự với ai nâng
miền chăn tẹt châu rùm chỉ muốn được thả bá rồi thả bàn bẹp pon làm bay thua mất ở dương ai miền bắp sứt tập thu bò miền muối làm bay tận địa bàn ở phá bị giáo chạy nâng sợi phiệp xả bò miền ở cam chi phong này bà còn cho khang lục sợi hang sầm hoa quen chả nếu sợi hang sầm hoa ta miền ai châu rùm chỉ anh sang cái đôi chia sầm nôm pon nâng nông pe đài là than phiệp sợi phiệp xả bò miền đôi nè sợi hang sầm hoa mở khơi chẳng hay nâng lục sơn là lần chúng ta nâng miền ca cho rùm chỉ ăn được sáng ấy đầm bay áo chấp bắp đầy bị sơn tự bỏ ra miền này chấp ban ăn ở mặt này chả chào con thà là xem đẹp nhóm miền tại sơn sơn mộng bờ phường được nông sơn sơn sạch thạ chiết cam ngành mà phanh bảy nóng cậu ban lời gì chỗ bò đá lời ní cô miền tại sơn mộng bờ ở đi ra tháp bị bá bằng chỉ biết xét cơ xung quanh đầm miền đây chỉ nhận được nòm thuộc sẽ đầy pin sáp nắng chui chùm rốn chui bùn lươn sẽ đầy pin sáp đầy pin sơn tự quanh đầm miền nắng ở chập bàn ăn đồ mặt hai dương những miền sáp muối để ăn ăn đồ vật bàn chẳng ngọt nếp bây giờ bàn mực bây giờ mực bây giờ bây giờ ngọt nè hai cô chỉ cả ta mới rung chùm này thu ai đã xa quanh đầm miền ai bà cô bây giờ chỉ bật luôn bàn pin lên được nông ở chìm này năng lực tất chặt ở sự trái châu rung nông ở chìm này càng trở tránh hai nhận được tự bàn bây giờ nông cô sẽ trái đài phun được bên đây sự trái quạt khai chỉ nhận sao phần miền khai chỉ nhận thua sẽ đây sầm đặt chết ra chỉ cùng rú đó dù ở tây chấm nón ra quạt chập dọc ở chìm đi rồi có khai chỉ nhận đặt non sầm đặt chết can thể tràn bây giờ mà sợ trái nhận chấm nón ra can thể tràn tiệt chả chả còn nhận trái hàng sầm phớt cho lô xuân là rắn vậy chả nhóm có mê ca chấm nón đôi khi pro về miền sạ sầm khán hay bắt chấm bắn ở dưới cùng tại cùng và miệt tika sầm khán đại miền bây giờ sầm đặt bắt chia bờ rót ca sầm đặt chết chăng và sân bà dương bạc này bàn tranh lớn có chui ai nhà xa bò miến ai thơ rương bàn lò lò hãy có chia ca chia bọt bởi sao mới đây thả ta nâng tay chụp bạc sẽ thả nằm phía mình tay chia dàng ná và sân bà miến bạc nếu nhóm kết thả ai sẽ đánh phía ai và sao chiên môi cầm rất và nhóm ai về nằm lại bàn bàn còn cho khang ở lô kênh vị bò đại chi tiết phát sóng đang chia cạnh dụng rong này cạnh dụng cả than phần miền sạt tua này cả xuống phần miền bên ta lộ nằng phom nom nơi cả bằng hai pì khang nẹt sao phần miền cả đôi chia khang nẹt điệp chom sơn 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 sạt thân chia cả pì ngày phai vậy ní từ khang cả xuống đang đang cho rùm chẳng mạch đây chả và to tiệt đầm bay ai chập bập ní chành mau hay từ tua ban đầm lá phep tiếng ốc nia tiếng nẹt ăn award cả đôi chia nẹt ta tài anh chà ba xong ổn hay sản xuất cha pi mà sao mấy mà sao mà ngày chà mà sao mà ngày sao ngày mình thay mấy thì còn miền này cứ bán đăng đào thằng đặng nam hàng xưa còn miền được hay và đặc trưng trong bạch chè tham bạch tu bay chia bạch chè bòn ấy bạc đây thì sẽ tự tu còn miền nữa mình toàn man ăn mát và bật tay chỉ dùng ta phò rì rò thả bà sạch ngay nó ký bật tay rồi miền dùng ta nè nòm bị cực cực xuân thả bàn tầng thả chết tầng thả trọng chết chống bẹp bọn dùng môi nâng dùng ta nè ký cờ chui rùm chùm này chui đó nhạc xa phò rì miền cả đôi chìa phò rò để lộp trắng đăng ông bì phò rì miền và chỉ muốn tiền nhà thấu cứ khai rập hạt má cứ lục bàn và ca tại miền trung ca chỉ nhận nón tiền đi này và cho bị cách của chúng đi tới ở khi còn một form nón là tập hoàn lại cách của chúng đi cả đôi chia sản xuất ca bị khai thêm một thầy cùng bấy chung thân lại được nón khi làm bấy được chưa biết nó sẽ được chị bắt đầu tìm xong rồi. Chà, con lúc bệnh viên chị ăn được sao ấy tìm chả? Chị ăn được sao chị rùm tìm mối bệnh quan chị mối nâng nhưng chưa tha đồng ná ca này ca tạ tay dưới phương trình bạp này cứ bàn vượt tam bệnh bàn phép trong khỏi bóng lúc bộ bàn chạy một lệnh mình thả đó tìm này ca rõn trái hai. Chà. Chứng chăm nơi tại tui thả bảo xuân bà miền lùm ho na miền ao cá na, sản phẩm cá sấu cùng sấu bơ, cá châu rùm, chấm này bằng thèm tiết, nông cá đào thiết châu được cá bị cua chấm bò này nhé, cứ nông cá sấu cùng sấu bơ, cứ sa tơn châu rùm, cúp đồng nai can, này cá tạ tay sẽ để bên chấm bạc nữa, hay
bà mình trở bàn ảnh mặt nóng bê chạp chạp mấy chiếc xe nóng môn ảnh nạp bị bỏ xin nào đấy cứ dương có châu rùm mùi chung mùi rốt thả bà đấy làm bây thương mấy cháu chạp bà mình trở bàn xóa xài bàn trùm tử lý hay nàng miền cả ảnh vọt bình linh làm bây thân hiệp bàn nào phá bà cháu bỏ xa thiên ảnh chôn bà chiếc bà rốt cơ đôi chi lực cung phúc xảy phép xa bò miền nào bà thê kà mà chiếc phong đài ITP ក៏ខ្ញុំចង់អំពាវនាវដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែរគឺរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសការបើកចំហព័ត៌មានសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថវិកាជាពិសេសព័ត៌មានថវិកានៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិព្រោះយើងមើលនៅក្នុងយន្តការនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបើយើងមើលនៅក្នុងកម្រិតក្រសួងគឺមានភាពសម្បូរបែបប៉ុន្តែយើងបើយើងសម័យមើលនៅសាលាឃុំមួយនៅសាលាស្រុកឬក៏នៅរដ្ឋបាលឃុំឬក៏រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលគឺពេលខ្លះគាត់អត់មានលទ្ធភាពឬក៏មធ្យោបាយច្រើនទេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថានេះក៏ជាទាមទារឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពនានាដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាពិសេសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថវិកាឬក៏ការវិនិយោគឬក៏កម្មវិធីវិនិយោគផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្ហាញអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាតម្លាភាពនៃការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាអរិបាលកិច្ចល្អនៅមូលដ្ឋានផងដែរបាទសូមជម្រាបអរគុណចាអរគុណអរគុណលោកកិនវិបុលចាអរគុណលោកកិនវិបុលដែលជាទីប្រឹក្សានិងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតទួសនៃក្រសួងព័ត៌មានហើយអរគុណទៅដល់លោកស្រីហងសំភ័សលោកសុននរិនចាហើយលោកសុនពេញចាដែលជានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដៃគូការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយលោកស្រីហងសំភ័សជាប្រធានក្រុមស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងលោកសុននរិនជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ចាដែលបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះរយៈពេល1ម៉ោងចាដោយសារតែពេលវេលារបស់កម្មវិធីយើងឈានមកដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយពេលនេះនាងខ្ញុំផល្លារួមជាមួយវាគ្មិនក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមគោរពជម្រាបលា